Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Global Success và tiếp tục với bài Review Tree sau Unit 789 trang 102 phần ngữ pháp. Rồi cái phần nào là sai và trả lời cho đúng này. Did you walk to the supermarket? Bạn đã đi tới siêu thị phải không? Đây là câu hỏi yes no. Đây là câu hỏi yes no question nhé. Thì ở đây là có did thì các bạn phải có did đằng sau. Đó là yes I did chứ không phải là yes I do được. Ok, quá khứ đơn. Câu số 2, mặc dù, đâu là mặc dù anh ta đi xe máy, motorbike, motorcycle là xe máy, nhưng anh ta đã không đội mũ bảo hiểm. Bây giờ các bạn thấy chúng ta đã có đâu đây rồi thì chúng ta không thể xài bớt được nữa. Ok, nếu xài đâu thì không xài bớt, hoặc nếu xài bớt thì không xài đâu. Chúng ta xài cả hai cái là sai, vậy chúng ta bỏ cái bớt này đi nhá. Câu số 3, có một cái đèn đỏ, there is a red light, đèn đỏ. Bạn nên băng qua đường. Đèn đỏ thì bạn không nên băng qua đường. Ok, nó rất nguy hiểm, các bạn không thể để suốt đây được, các bạn phải chuyển thành suốt đần. Câu số 4, Lan sẽ tham gia nha, Lan sẽ tham gia lễ hội âm nhạc vào thứ chủ nhật tuần này phải không? Bây giờ các bạn để ý này, đã xài will rồi thì ở đây phải xài động từ nguyên mẫu không to nhé, attend thôi, vậy là will Lan attend the music festival this Sunday. Chúng ta bỏ cái to này đi. Sang câu số 5, bộ phim quá nhàm chán, the film was boring. Tuy nhiên cô ấy xem từ đầu tới cuối. Đằng sau cái từ however này chúng ta phải có dấu phẩy, ở đây nó chưa có dấu phẩy thì chúng ta phải sửa lại thành có dấu phẩy. However là tuy nhiên, nó đứng sau dấu chấm và đứng trước dấu phẩy. Rồi sang bài số 5 là bài viết lại câu nhà mà nghĩa không đổi này. Ok, và sử dụng cái từ người ta cho trong ngoặc. The distance là khoảng cách từ nhà tôi cho tới trường của tôi là 5 cây số nha. Nó bắt mình viết với it. The distance là khoảng cách thì tương đương với câu này chúng ta sẽ có mẫu câu là it's about. It cộng khoảng cách from to. It's about 5 cây số từ nhà tôi tới trường của tôi. It's about 5 km from my house to my school. Các bạn viết như vậy nha. Sang câu số 2, what is the distance, hỏi khoảng cách rồi, khoảng cách giữa Hà Nội và Hải Phòng là bao nhiêu? What is the distance between Hà Nội and Hải Phòng? Vậy thì sẽ chuyển thành cái câu hỏi khoảng cách đó là bao xa, đó là how far is it? How far is it from Hà Nội to Hải Phòng chấm hỏi. Câu số 3, anh ta rất là tired, mệt mỏi, nhưng anh ta vẫn biểu diễn múa lần. Bây giờ nó bắt mình viết lại under hoặc dù. Vậy thì nó sẽ đảo chỗ với but. Vậy là under he was tired, phải nha, he still performed the lion dance. Mặc dù anh ta rất mệt, anh ta vẫn biểu diễn múa lần. Although he was tired, he still performed the lion dance. Câu số 4, walking here is dangerous. Đi bộ ở đây rất là nguy hiểm, bởi vì cái làn đường này dành cho xe đạp thôi, chỉ dành cho xe đạp thôi. Vậy là nó bắt mình viết thành shouldn't là không nên. Vậy là you shouldn't cycle on this lane, bạn không nên đạp xe ở trên con đường này. You shouldn't cycle on this land. Sang câu số 5, my sister là chị gái tôi. Chị gái tôi sống xa, nhưng mà cô ấy đến, cô ấy quay trở về nhà mỗi dịp Tết. Vậy là chúng ta chuyển thành on đâu là mặc dù. Đâu với on đâu giống nhau. Mặc dù chị gái sống xa, nhưng chị ấy vẫn quay trở về vào mỗi dịp Tết. Though my sister lives far away, she comes back home every day. Nha. Rồi, chúng ta tạm dừng phần ngữ pháp tại đây.